À, chú khỏe chú hả? Dạ chú khỏe ha. Chú ốm mà có nhận biết được gì không cô? Không, nó chỉ cái đói bụng thì chưa ăn cơm. Dạ rồi. Cà phê hoặc này chỉ nhỏ vậy thôi à. Dạ. Con chào chú. Dạ chú này là thứ năm. Dạ. Rồi, hai anh em ở trong một cái căn phòng này là cô chú anh chị mình. Xin được phép được hỏi thì cô với lại chú đây thì có gia đình gì không? Không, hồi đó giờ hai anh em này nuôi hai đứa em, không có chồng con gì chứ. Là cô chú hy sinh để mà sinh nuôi đó. Em mình. Ừ. Cái thằng này cũng mà đi từng đi hỏi cũng hỏi vợ, hỏi con mà rốt cuộc rồi nó suy nghĩ em út đau khổ gì đó, nó không thèm ưng. Tới bây giờ. Để mà chăm sóc em chứ cũng không có suy nghĩ luôn tới vấn đề. Không suy nghĩ gì chứ. Dạ, Trung xin được phép mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Trung đang ở trên đường Nguyễn An Ninh. Hôm nay thì Trung lại thăm và tìm hiểu một hoàn cảnh ở một gia đình bốn anh em sống chung một cái căn nhà của chú anh chị. Đây là trong một cái căn nhà, căn nhà cũng khang trang. Tuy nhiên thì hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện tại thì gia đình của cô Hoa là một người chị cả. Cô nghe cô Hoa thì đang ở phía trong và chú ở đây là người anh thứ ba. Và cái hoàn cảnh mà hôm nay chú muốn chia sẻ được gửi tới hình ảnh cho quý cô chú anh chị mình được xem, đó là gia đình cô Hoa thì có cô Hoa và người em thứ ba này bình thường, còn lại hai người em thì bị bệnh tâm thần của cô chú anh chị. Cô với lại chú thì rất là lớn tuổi rồi, cô Hoa thì năm nay đã 66 tuổi. Thì Trung hôm qua Trung cũng có lại để mà tìm hiểu trước và có xin chính quyền để mà được phép ghi hình với lại tìm hiểu cái hoàn cảnh và hỏi xin ở chỗ cô Hoa với lại chú đây thì cũng được sự đồng ý, cho nên là hôm nay Trung lại để mà tìm hiểu gia đình của cô Hoa. Thì ở đây là người anh thứ ba. Dạ con chào chú. Dạ con chào cô Hoa. Dạ con xin phép được vào bên trong nhà để mà tìm hiểu hoàn cảnh của mình cô chú nha. Cô chú anh chị đó là một người chú. Chú đó là ở thứ mấy cô? Chú này á. Dạ không, chú Út thứ 6. Út nhất cơ ha. Dạ. Chỉ có 4 người là thằng trong kia là thứ 5. Dạ. Cô thứ 3 rồi. Người kia thì mắc một thứ chứ. Dạ. Thứ ba kế chị đó. Dạ cô là thứ ba, còn người thứ hai thì đã mắc rồi. Vậy là 5 người nhưng mà mắc một người thôi. Mà chết người lúc 19 tuổi thôi. Dạ, con xin phép để ngồi trò chuyện với lại cô trước nha. Dạ thì hồi nãy con cũng có hỏi cô thì năm nay mình 66 tuổi cô ha. Cái căn nhà của chú anh chị để chung quay một vòng. Căn nhà này thì của cha mẹ khi xưa để lại cô Hoa. Đúng rồi. Dạ. Rồi thường ngày thì cái công việc chính của mình thì mình làm gì để làm cái công việc gì để mà nuôi hai chú ở trong kia cô? Nãy hồi hiện giờ thì tôi hồi đó mình đang làm cho người ta là thủy sản. Nhưng dạ. Mà già lớn tuổi rồi nghỉ rồi mới ở nhà. Dạ. Ở nhà nuôi hai đứa em vậy đó. Dạ. Rồi không có làm gì, thằng này thì nó hồi đó nó đi bán vé số mà dạ. Cũng như gần đây thì nó yếu sức khỏe đó, rồi nó một cái này nó biết đi là bán dạ. Đó. Chú thì mình năm nay mình bao nhiêu tuổi chú? 58. Chú 58 tuổi mà chú cũng đi bán vé số. Bán vé số chỉ có thằng đó thôi với dạ. Hàng ngày vậy thôi à, chứ tôi không có tiền cũng không có nhà nuôi dạ. Em. Rồi hôm qua con có chúng có lại thì hỏi chú thì được biết thì chú hiện tại cũng mang trong người bệnh nữa, cho nên là không có đi bán vé số được. Cũng nghỉ hết cả tháng rồi bảo nhà vậy đó. Dạ. Như là mấy đứa này nó bệnh hoạn quá rồi lo săn sóc biết rồi muốn bệnh trong dạ, mình vậy bệnh đó. Theo luôn. Rồi nó yếu rồi nó dạ. Bệnh. Cô ơi thì hai chú trong kia thì năm nay bao nhiêu tuổi cô? Một đứa thì 50. Đứa này 50 rồi, đứa kia 54. Dạ, 50, 54 tuổi. Người tuổi tiến, người tuổi thân đó. Là từ nhỏ là hai chú đã bị như vậy đó cô ạ? Từ 20 tuổi với 24 tuổi là bị đó. Dạ. Ngay lúc đó là nó 17 tuổi, thằng nhỏ này nó 19, còn kia 26 tuổi thì nó bị. Dạ.
thằng lớn nặng buồn á thì 26 tuổi bị rồi, thằng này 19 tuổi bị. Cũng bị luôn. Ừ, trời ơi, hai anh em tự nhiên mình đang nhà thì nghèo, mình đang dĩ tự nhiên cái nó bệnh phát bệnh, cái trời ơi nó muốn chết cho mình. Mẹ. Có biết nguyên nhân không con? Biết. Hả? Mình có biết cái nguyên nhân mà hai chú tại sao lại bệnh vậy? Sao nó yếu thần kinh làm sao không biết mà tự nhiên hai đứa bệnh. Bệnh lên rồi tụi tôi cũng chạy chữa khắp nơi hết trơn, rồi lúc đó sợ nó như không biết nó bị ai hành đồ không nha, nó chạy cũng có đi thầy bà rồi, đi thầy bà rồi chạy dữ lắm, cuối cùng đâu có hết đâu, cuối cùng vô nhà thương. Vô nhà thương thì ở đâu tháng hai tháng gì đó để chích thuốc ổn định được cái tầm thần kinh đỡ, rồi biết cấp sổ đi mới cấp thuốc cho uống hàng ngày nha, cấp sổ cho ra ngoài luôn, không biết đợi không ở trong nữa mà cho ra ngoài, cho ra ngoài rồi lãnh thuốc về cho uống hàng đêm vậy đó, hàng ngày cho uống gì đó cho nó khỏe lại, chứ người ta cũng nuôi đâu, tại vì người ta vừa người ta ổn định rồi là người ta đưa ra, tại nhiều người quá đó ta không có trong nhà thương đâu có chứa hết được. Con xin được phép được hỏi thì cô với lại chú đây thì có gia đình gì không? Không, hồi đó giờ hai anh em này nuôi hai đứa em, không có chồng con gì chứ. Là cô chú hy sinh để mà sinh nuôi đó. Em mình Cái thằng này cũng mà đi từng đi hỏi, cũng hỏi vợ, hỏi con mà rốt cuộc rồi nó suy nghĩ em út đau khổ gì đó. Nó không thèm ưng luôn. Ở gì tới bây giờ luôn. Ở để mà chăm sóc em chứ cũng không có suy nghĩ luôn tới vấn đề. Không có suy nghĩ gì hết trơn. Nó thương em, nó lắm, nó lo vậy đó hoài vậy đó. Con thấy hoàn cảnh cô chú thì rất là tội nghiệp. Rồi tôi cũng vậy đó, chị lớn đâu có phải bỏ gia đình được. Cha mẹ chết hết rồi, đâu có chồng con nuôi nếu em. Nếu mà cô đi lấy chồng đó, thì nhiều khi đi về nhà chồng. Rồi ai, hoặc ai là nói? Nếu mà chồng con về đây mà có chồng có con nữa thì không nuôi được em mình nữa thì tội lắm con ha. Kia là hết đường rồi đó. Dạ. Rồi tụi tôi miếng gán kệ mẹ anh đi. Anh em thì người ta nói có một đời một à. Dạ. Nếu mà có chuyện gì thì âm thầm dữ lắm, kệ mẹ anh đi gán nuôi em, bỏ cùng nó đi ngoài lộn nó chết mau lắm rồi đó. Chứ không phải tới bây giờ đâu. Tụi tôi săn sóc cơ bằng đàng hoàng tử tế luôn á. Khâm phục ở cô chú mà hy sinh cả một cái kêu bằng cuộc đời mình này, hy sinh cả hạnh phúc để mà nuôi nắng những người em như vậy. Chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mà có gia đình để mà chưa bao giờ dám nghĩ tới hạnh phúc riêng của mình luôn á con. Chỉ lo nuôi hai đứa nó hoài, thấy tội nghiệp quá. Ai người ta bệnh đứa là muốn chết, hai đứa em tự nhiên đau. Cú sốc luôn hả con? Cú sốc lớn lắm lúc đó hả, gầu lắm. Ba má tôi ha, gầu biết tới chết luôn. Tức buồn trong bụng rồi buồn. Chết luôn. Dạ, cú sốc cho gia đình. Phải dễ đó cậu ơi, trời ơi. Dạ. Rồi có khi nào mà gia đình sẽ suy nghĩ tới việc mà đưa hai chú vào chỗ trung tâm bảo trợ xã hội để mà hai chú ở trong đó không cô? Không, tại vì cái hoàn cảnh của mình con thấy quá khó khăn mà không có làm gì hết rồi. Không có suy nghĩ tới đưa nó đi vô chẳng đâu. Dạ. Tại vì thôi mình đã hy sinh vậy rồi còn đem em đi làm chi nữa. Dạ. Còn mình ở nhà sống mình hơn, nó có ý nghĩa gì đâu. Dạ. Rồi với ai nuôi rồi lỡ rồi nó không quen cái đó rồi. Nhiều khi rồi nó bệnh hoạn mình cũng không biết nữa. Dạ. Rồi mình lo lỡ rồi mình sao cũng đã lỡ rồi. Dạ. Anh em đã sống vậy rồi bây giờ thì nuôi chứ gì nào. Dạ. Nó chết thì mình cũng lo nó đàng hoàng. Dù gì cũng dù là gì em cũng của là mình. Em ruột mà con. Dạ. Thì con người anh em có một đời, cha mẹ cũng có một đời một. Dạ. Rồi làm sao kiếm được. Dạ, hiện nay thì cái nguồn thu nhập chính của gia đình mình á thì là tiền không, ở đâu cô? Không có gì trơn á, nếu mà lợi mà đi bán ngày thì lời được 50-70 ngàn nha. Dạ. Còn nếu mà lợi không có bán vé số thì không có gì hết, nhưng mà hai cái thằng nhỏ này á nó chỉ có đứa 400 ngàn tháng đó. Dạ, tiền bảo trợ đó. Tiền bỉnh của nó đó. Dạ. Vậy thằng kia được 500-500 rưỡi gì nữa đó là hai đứa coi nhiều. Dạ. Là ra cái bằng nhờ nó ngay đi. Dạ. Thì nói đi còn nói lại người ta cũng cho gạo từ thiện năng chút đỉnh gì đó. Cũng nhận được sự yêu thương vậy. Cái gạo là không có lo, có ăn hoài nhưng mà mắm muối thì lại không có tiền. Dạ, nó không có tiền. Thiệt cái nào ra đó. Chú Lợi ha, một ngày vậy thì mình bán bao nhiêu tờ vé số chú Lợi? Mỗi giờ lớn thì 100 tấm mà. 100 tấm gì, 70-80 dĩ thường. 100 bữa nào là lâu lắm. Tuổi già rồi, bán đâu có nổi đâu có. Nó nổi biết rồi, nó mất sức rồi, tối còn phải lo săn sóc em. Nhiều khi đang ngủ nửa chừng cái nó đòi.
lên tôi đói bụng có nấu cháo cho ăn, nấu cháo khuya cho ăn, rồi uống cà phê. Nhiều khi đòi cũng phải thức hoài, còn nhiều khi khó chịu cái nó thức. Nó thức rồi làm hại mình thức luôn, cũng khó ngủ. Cũng không có ngủ nghe gì được. Nghe gì được có nhiêu đâu cậu. Dạ. Tụi tôi nó thiệt đêm 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng là may lắm. Con xin phép con quay hình ảnh có hai chú. Chú ốm quá con, có mang bệnh gì khác nữa không con? Chú. Dạ con chào chú. À, chú này chắc có thể là hiền hiền hơn chú kia. Không có làm gì đâu. Dạ dạ dạ. Con chào chú, con tên Trung chú ai à? Dạ chú khỏe chú hả? Dạ chú khỏe ha. Chú ốm mà ha. Dạ. Có nhận biết được gì không cô? Không, nó chỉ biết là đói bụng thì kêu ăn cơm. Dạ. Rồi cà phê hoặc này nghỉ nọ vậy thôi à. Dạ. Hai anh em ở trong phòng. Ừ. Là cứ đói bụng kêu lượt nó có gì vậy? Là kêu vậy thôi. Dạ. Kêu vậy thôi rồi xong rồi thôi. Mình ra ngoài ngồi chơi được chú hả? Chú ra ngoài ngồi chơi được không? Nó riết luôn nữa. Dạ. Cái chân nó lạ tay. Rồi hàng ngày là cô chú là thay nhau chăm sóc hai người. Chăm sóc dữ lắm cậu ơi. Dạ. Phía đây là người chú này là thứ mấy cô? Thứ 6 Út á. Chú này là Út ha, còn chú kia thì ở thứ 5. Dạ. Cô dẫn nhìn con vô nên chú kia. Dạ. Dạ, dạ. Dạ đây là một chú Út. Dạ. Dạ. Con xin phép quay rồi có gì con che lại cho. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ chú này là thứ năm. Dạ. Rồi hai anh em ở trong một cái căn phòng này nè cô chú anh chị mình. Ở trong phòng rồi trong này chắc là cô hai chú tiểu tiện trong này luôn chứ cũng đâu dọn dẹp cho nó rồi, không dọn dẹp luôn. Chú thì không có chịu mặc đồ hết cô chú anh chị cho nên là chú xin được phép che lại cái hình ảnh bóng chia lại che lại cái hình ảnh của chú để mà kêu nó đi nó khó khăn lắm, nó muốn ở đâu là nó ở nha, có khi nó ở nhà sao biết mấy tháng trời luôn. Dạ. Rồi bây giờ mấy tháng trời ở đây hoài nó không chịu đi đâu hết chứ, là ở trong này trong này xuyên suốt luôn cơ. Xuyên luôn hai anh em vậy đó. Có chú này thì chú này còn đi ra ngoài được thằng này ha. Bò tới bò lui nha, có nhiều khi mấy bên bờ lề thấy chú bò ra ngoài chơi nữa. Dạ. Mà cũng mấy tháng nay cũng không có bò, nó ở trong này hoài. Dạ. Tội nghiệp của cô chú anh chị mình. Ừ. Chị vậy là tới Tết rồi chưa có ai lại hớt tóc dùm nữa nè, có người ta lại hớt tóc nữa là gấu kia tùm lum hết trơn. Hai anh em. Dạ. Ừ. Chà tội rồi mà phải nói là khâm phục ở chỗ cô với là hai người chị em thay phiên nhau để mà chăm sóc hai người em bệnh tâm thần, biến cố ập đến cái là trở tay không kịp luôn cô. Dạ. Chú kiếp. Dạ. Cũng may mắn là có được cái căn nhà của mà cha mẹ để lại cô ha. Nương đâu mà sống. Chứ nếu mà không có cái căn nhà này thì là khổ lắm. Khổ lắm đó thiệt á, bởi vì mình cũng đỡ may mắn một chút vì cha mẹ còn cất nhà đằng trước vậy đó cho mình ở đi. Dạ. Thôi là kể như rồi đi. Dạ. Đất thì nó ngay của ông bà đã cho, nhưng dạ, cái nhà đó hả? Sụp như là lúc đó nó bệnh đó. Dạ. Lúc nó trễ đó nó bệnh đó. Trời ơi. Nó bệnh đó, lúc đó nghe nhà còn nhà lá còn khổ nữa. Khổ nữa. Ta nói hả? Nước nâu gì ở dưới nhà mà nghe đất đó nghe tao nói kèm nhẹ. Trời khổ lắm cậu ơi. Dạ. Nó đau còn nhỏ lắm chứ đâu phải mới giờ 5-70 tuổi gì. Dạ. Là từ nhỏ tới giờ mà vợ hai chú là cũng đã 50 mấy tuổi hết rồi. Dạ. Trời đó. Dạ, mấy chục năm. Hồi đó hả cha mẹ mà còn trẻ mà nuôi nó biết thì tới già chết luôn. 4 mấy 5 mấy gì cha mẹ. 6 mấy gì đó cha mẹ đã bị nó bệnh rồi. Lao tâm lao lực quá rồi mất luôn đó con. Mất luôn buồn quá, không có ai mà dĩ chứ. Một người là ta chịu hết nổi rồi này. Dạ. Hai đứa một lượt một. Một người là thấy là mà đã quá rồi. Ta còn khổ tập. Cậu biết cái này ha, lúc này mà lúc mà nó mới bệnh cậu ơi, hành khắp nơi, nó đi khắp nơi chưa? Có đi chạy chữa không cô? Trời ơi, nó bỏ nó đi á. Bỏ đi kiếm hành nó. Dạ. Qua trong ruộng nó ở rồi nó đi tới luôn kiếm cho nó cháu chết luôn. Dạ. Rồi sau này ổn định á.
Dạ. Về nhà được, rồi đi đỡ lo. Lo thì lo ngoài, bữa nay thôi khỏi phải đi kiếm. Dạ. Hồi trước là đi hết cơ ha, còn giờ thì không dám cơ ha. Đi hành đó, đi lắm. Dạ đi. Tại vì cái căn bệnh này thì là thần mấy chú mà. Dạ thần kinh đi nhiều khi phát lên là đi. Đi lắm mà. Vì cái nói vì tâm thần phân liệt đó cậu. Dạ. Nó đi dữ lắm, chịu không nổi đâu. Dạ. Bây giờ đỡ rồi, nhờ có thuốc thang nữa em tấu cho ngủ đó, ngủ dạ. Đúng giấc chỉ đỡ. Dạ. Ban đêm thì hai chú có ngủ một giấc ngon không là không, hồi mà thiếu thuốc ví dụ tháng nào mà nó chưa nó hết thuốc rồi đó. Dạ. Thì nó la rồi nó đòi này nọ. Tới mấy tháng nay nữa ta mấy bữa nay thì tôi đi lãnh thuốc về cho uống rồi nó ngủ đều. Dạ. Ngủ hồng đêm không có la nữa. Dạ, bớt la ha cô. Nó đỡ nó ngủ tới sáng sáng vậy. Dạ. Chân thầu đòi đòi ra hoài, đòi này kia hoài. Nhất là trời lạnh. Con tới đâu không? Dạ, nhà con thì ở trên bên đường Văn Trung á chú. Dạ. Thì hôm qua cũng được cái duyên có một người cô chỉ lại đây để mà con tìm hiểu gia đình mình. Ở đây thì nhà cũng nằm ngay mặt tiền ở đường dạ Nguyễn Ninh, dạ đường Nguyễn Ninh á. Nhưng mà hoàn cảnh thì vô cùng đặc biệt luôn, hai người em. Trời ơi. Dạ. Ở đây lúc đó là 6, ở đó bây giờ tới giờ nó là 6-70 năm rồi. Dạ, 6-70 năm rồi. 70 năm người cốt rồi đó. Dạ. Từ cái bà cố tôi còn sống nha, tu hành xong rồi tới cha mẹ còn trẻ mà ở tới bây giờ. Dạ. Lâu lắm rồi. Hoàn cảnh mình như vậy thì cũng đâu có bạn bè hay là gì đâu, hàng xóm thì cũng khi đám tiệc là chắc cũng đâu đi được đó quá. Thôi lúc đó lợi nó còn mà đi mặn kéo xe tay rồi đó. Dạ. Nó mới nghĩ đặt bán cái số đây thôi thì dạ. Nó cũng có bạn bè tao mời đám cưới hoài. Dạ. Với này đó mình nói thôi coi cái người nào ta thân thì ta mình nó đi. Dạ. Bởi vì mới quen đôi lúc cũng đi làm chi không có tiền. Dạ. Trời ơi kéo xe ngày nha, có mấy chục ngàn, trăm ngàn đủ loại là chi phí luôn. Hồi trẻ chắc cô chú là làm dữ lắm đó cô. Tôi làm trong thủy sản hả? 40 mấy năm rồi đó. Dạ. Tới chừng tôi té một cái rồi tôi ăn hết nổi nghỉ. Dạ. Cô hiện tại thì có mang căn bệnh gì trong người không cô Quang? Bị té rồi cái bị gãy xương. Gãy xương ở lưng á. Gãy xương luôn. Dạ. Té chợt một cái mà nó đậm như nó đôn xương sống mà nó gãy xương vậy đó. Dạ. Rồi lần thử ra cũng như nó hơi nó cong vậy đó, muốn gãy gãy gì đó nha. Dạ. Rồi lúc nào té rồi coi ra rồi bác sĩ coi ra nó mình bị loãng xương. Dạ. Nên cho thuốc loãng xương uống hàng tháng vậy đó. Dạ. Uống. Trời ơi tôi với vợ bây giờ yếu mà hai đứa em này phải săn sóc lớn tuổi chết luôn. Cậu ơi thấy gì đó cũng đâu có là dòng họ gì mà ai mà dám vô được, không ai vô rồi ai cũng khá khá nhiều khi ở đằng xa tâm đâu có hay gì đâu. Dạ. Đây buổi chợ đời mình hơn chịu trọng nó ngay đi từ thiện đôi lúc thương tình cũng cho này ăn kia ăn chút lĩnh gì đó. Dạ. Chứ còn thôi tụi tôi cũng đói mà chết. Cô chú thì lo cho em mình như vậy thì trời Phật ơn trên nhìn được cái tấm lòng của cô chú thì con cũng tin rằng ông bà đằng kia cũng phù hộ cho chú vậy, cô cũng mạnh khỏe để mà lo cho hai người em của mình hy sinh cả cuộc đời mình rồi thì ông bà cũng sẽ phù hộ cho mình. Dạ. Phù hộ để mà mạnh khỏe để lo hai đứa em đó. Dạ. Chứ mà bởi nằm không ăn phần thì thôi. Dạ. Còn mình còn phải sống để mà cho khỏe khỏe rồi giờ mình muốn sao cũng được. Dạ. Giờ là phải nuôi hoài. Dạ, nuôi hoài. Còn khỏe cái việc nuôi khỏe chứ biết làm sao giờ số phận. Dạ. Mà ông chờ thì nó may ông cũng suy nghĩ kỹ. Ví dụ ông cũng tính cho mình nha. Dạ, dạ. Cũng sắp đặt hết rồi. À, mình lo dạ. Cho em út thì ổng cũng thấy mà. Dạ dạ. À, thì cô chú thì đã cái việc mà cô chú làm thì nó đã động lòng rồi. Dạ. Cho nên là ơn trên cũng phù hộ cho lại cô chú. Thì cũng là một cái duyên con hôm nay đến đây để mà tìm hiểu cái hoàn cảnh của cô. Hôm nay thì chắc con xin được phép thay mặt cho bà cô Cúc. Thì bà cô Cúc năm nay chắc cũng là ở cỡ tuổi của cô.
Bà cô Cúc thì là cũng chắc có thể là con kể ra thì bà cô Cúc này cũng là hàng xóm của mình đó cô ha. Nhà của bà cô Cúc này thì cặp ở bên chỗ nhà thuốc Việt Bình đằng này nè cô. À. Dạ bà cô Cúc đó thì cô có kế bên Việt Bình hả? Dạ dạ thì đó thì hôm qua con có lại hỏi thăm cô và trình bày về các hoàn cảnh của mình đó thì được sự cho phép của bà cô Cúc và gia đình của bà cô Cúc thì bà cô Cúc có gửi về cho gia đình mình 1 triệu để mà gia đình mình trang trải lo cho hai chú tạm thời cô nha. Dạ thì ở đây con xin được phép thay mặt cho bà cô Cúc, thì ở tuổi con thì con kêu gọi là bà cô Cúc nhưng mà ở tuổi cô với lại chú thì chắc là chị hay là gì đó thì con xin phép được thay mặt cho bà cô Cúc được xin được phép gửi cho cô 1 triệu cô. Dạ dạ chung cũng rất là chân thành cảm ơn tấm lòng của bà cô Cúc đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh. Cái gì mà hôm qua đi lại với cậu đó phải không? Dạ gì đó là cặp ở bên nhà của bà cô Cúc. Dạ dạ thì con cũng rất là chân thành cảm ơn thay mặt cho cô Hoa gửi lời cảm ơn tới bà cô Cúc, gia đình của cô Diệp Phi đó rất là nhiều. Dạ, cô ha, con cũng chúc cho cô được nhiều sức khỏe cô nha. Dạ 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 con cũng chúc cho chú được mạnh khỏe để mà lo cho hai người em của mình. Dạ giờ mình phải làm lo hoài vậy đó cậu. Dạ dạ nó làm sao thì ra sao. Dạ bây giờ anh em mà đâu bỏ được. Dạ sao bỏ được ha. Ừ. Tấm lòng của cô chú thì bao la, ông bà ở trên cũng đã ghi nhận được cái đó rồi. Hàng xóm độ này kia thì ở đây ai cũng biết được hết rồi. Dạ dạ ai cũng thương với cái hoàn cảnh của cô chú hết á. Thì Trung cũng xin được phép kết thúc video để mà cho cô chú nghỉ ngơi. Trung xin hẹn gặp lại cô chú mình ở một cái video sau. Con xin phép chào chú nha. Dạ con xin phép chào cô. Dạ.